Rồi nguyên một nhóm đoàn chuẩn bị qua cồn, đón phà trở qua cồn thăm cô ba ở bên cồn Lục Sĩ. Đây nguyên nhóm đang đợi phà qua. Đang đợi phà qua nhiêu quý vị. Kéo lên hả? Rồi đi phà qua sông luôn. Này là nước đang gồng chảy xuống và chiếc phà mình đang băng qua dòng sông Hậu.
Đây là khu vực huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đang chạy qua cồn Phong Nẫm. Ra ngoài gần giữa sông thì có sóng một chút. Gió nhiều quá. Nhưng mà phà lớn đi an toàn, không sợ sóng.
7 chiếc xe, nguyên một đoàn xe 7 chiếc. Tập chuyến phà thứ hai nha quý vị. Để quay chuyến này và quay chuyến nữa. Đau quá. Thêm một con sông nữa mới tới nhà bên cô ba. Xe lên nha quý vị. Rồi, tới. Phải luôn. Đâu có đâu đó, dạ. Mình dọn cái chén ấy xuống rồi. Chào quý khách. Đi lại luôn. Đi lại luôn. Rồi, năm mới mình chơi với Nguyễn với Phú.
Không có dùng họ. Không có dùng họ. Ôi, lại nhà. Tông ra. Ôi. Chơi vậy? Có nhà. Lại vậy? Lại nhà anh mấy đứa con còn tư còn mờ quá. Em Hiên có luôn. Có. Quá. Họ hỏi vậy? Họ hỏi sáng. Rồi đi đi. Con Nam quá. Ờ đó quá trời ơi. Mình hổng 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 hả? Hổng ra hổng này ra hổng 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 ra hổng ra hổng ra hổng quyết hổng ly thi cho hổng ly thi xúm lại rồi. Nam Hoàng Nam Hoàng Nam nha, lấy xì đất thủ mừng con mừng người anh á con biết con nha biết năm nguyện Quay kỷ niệm. Chị lớn nhất mà sống thọ lắm ha. Em 90 kia mà bao nhiêu tuổi rồi? Chín mấy đâu ngờ chú mượn chết chị đâu. Đúng không? Có ngờ chú mượn chết chị đâu. Ủa người có bệnh cái mau á. Bỏ năm nay 91 mấy rồi. Nam Hoàng Nam.
10 con. Chị nó đi thao đi, nó mệt chết luôn. Cô ba năm nay 91 thôi chị ba. Cô ba năm nay 92. Nói để đi qua thăm cổ để biết chừng nào mà có dịp mà đi. Thôi để đi thăm cổ một cái. Cũng như nó chạm không cái gì đó. Thì bởi vì nó nói à,
Rồi ở dưới cúng anh ba rồi luôn hả? Hôm năm ngoái đi với xã tan ông rồi năm nay không có ấy, năm nay chỉ có nhà chị về đây chứ không ở đây. Ăn Tết rồi bữa đi, đi rồi Tết không ai về cũng thêm năm nữa mới được tỉnh không về đây chứ mà về nhà luôn. Bây giờ đâu cũng trời ông rộng lắm ở đây sao chưa? Chưa. Rộng dữ lắm luôn. Vòng vòng ở trên. Rộng rãi lắm. Đi vòng vòng đi qua nhà chị rồi thử coi. Đi.